trăn trở về cuộc sống rất nhiều khó khăn. À, đau cả gối rồi. Sáng năm những cá giống gì mới được ăn, mà mặt hàng nào thì lặn, nào thì lưng, rất là lắc đầu. Ông Nhu ơi, ông Nhu có nhà không? Ừ, ông cầu nè. Ơi, ông có nhà mất. Tôi có tin mới đâu ạ? Tin mới gì? Ông cũng phải ngồi xuống đây tôi đã. Ơ, thế bà xã nhà ông đâu? Họ vừa đi họ vừa rồi. Mà đi họ vừa thì hăng hái lắm. Tôi cũng bảo sao ba chúng tôi thì ổn lá này. Kiểu em biết rồi. Thôi kệ cho cả. Tôi có người tôi này làm từng gì họ được. Này ông ơi, tôi mới nghe tin đấy. Và tới đây sẽ có một dự án to, mở con đường lớn, chẳng có khu dưới kiểm theo. Nghe nói là đền bù giá cao thế ông. Thế ông có biết là đền bao nhiêu tiền mẹ không? 1,5 triệu, 1,5 triệu một mét vuông đấy ông. Thế ông có chắc không? Chắc 100%. Mà này, ông có đất nương ở khu kiểm theo không? Có chứ. Tôi có 2,000 mét vuông đấy ông ạ. Tôi cũng có 1,000 mét vuông. Phen này ông với tôi giàu thật rồi. Một mét vuông mà một mét thì lương 1,4 triệu đồng, phải như vậy quá thì đầu con. Ông Thế Nhu đối với anh cầu thảo nào bàn chuyện này, hai chúng ta không đáp ứng nhu cầu nào, hai ta cùng muốn cho hết nghèo khổ nào, hai ta cùng muốn cho thành đại gia. Em vào vừa đấy rồi đấy, em đã nghe thấy thấy cái cuộc nói chuyện của mọi người rồi.
Thế hóa ra bà chị đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh em chúng tôi được gì? Vâng, những gì chị Thủy vừa nói, chị nắm bắt các vấn đề rất đúng đắn khi đi họp đội đấy. Những điều chị Thủy vừa nói rất phù hợp với chủ trương xây dựng nông thôn mới hiện nay đấy ạ. Thế cô Mải đây, thế cô Mải hay đi họp ở xã nhiều. Thế cái việc thực hiện trồng cây bắc ca này thì các bản khác hưởng ứng thế nào cô? À, các bản khác ở xã ta ủng hộ 100% rồi anh ạ. Thực hiện theo quyết định số 1491 ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư trồng cây mắc ca đang được triển khai rộng rãi ở xã ta đấy và một số xã khác nữa. Xã ta được giao là 1.000 ha đấy anh ạ. 1.000 ha cửa hồ. Thế nói ra các bản khác người ta đã trồng cây mắc ca rồi hả cô? Vâng. May quá hôm nay có cô đến nhà nhờ cô giải thích cho xã nhà tôi và chú Cầu đã hiểu rõ. Vâng, và còn nữa, tới đây công ty mắc ca sẽ tuyển người dân chúng ta vào làm công nhân thời vụ và trả từ 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày đấy. Ông xã nhà tôi và chú Cầu đây mà không ủng hộ việc trồng cây mắc ca thì còn ai ủng hộ hả cô? Ừ, thì cái gì chả thế, phải có người giải thích ngọn ngành thì chúng tôi mới hiểu ra chứ. Mà này cô ơi, thế các bạn khác người ta trồng cây mắc ca hết rồi, thế mình có trồng không? Không còn phải hỏi, người ta trồng được cả nghĩa anh em mình đến rồi. Anh em mình đổi bia đổi công dân, phải gương mặt.